Trực tiếp U23 Việt Nam 1-1 Hàn Quốc, Tiến Long ghi bàn. Trận đấu trở lại, U23 Hàn Quốc thay hai người, Âu Sehun và Cho Yang-uk vào sân, Cheong Sang-bin và Yeom Ji-sang nhường chỗ, Mạnh Dũng đánh đầu, Tuấn Tài tạt cho Mạnh Dũng đánh đầu ở phút 52. Dù vậy, pha kết thúc của Mạnh Dũng chưa tạo khác biệt khi anh bị theo kèm rác. Go Jae-hyun dứt điểm bất thành, Go Jae-hyun lao xuống và có khoảng trống để dứt điểm ở phút 55. Dù vậy, áp lực từ Bùi Hoàng Việt Anh khiến Go Jae-hyun dứt điểm không như ý và Văn Chuẩn dễ dàng kiểm soát tình huống. U23 Hàn Quốc tăng cường hàng công. Hong Win-suk, tiền vệ đang chơi ở câu lạc bộ nổi tiếng LASK, được U23 Hàn Quốc tung vào sân ở phút 60. U23 Hàn Quốc có thêm Lee Kang-in trong trường hợp vẫn tấn công bế tắc. U23 Hàn Quốc mở tỷ số. Cầu thủ vào sân thay người Cho Yang-uk ghi bàn cho U23 Hàn Quốc ở phút 63. Cú đá dấu chân của Cho Yang-uk khiến Văn Chuẩn không thể phán đoán chủ động để cứu thua. U23 Việt Nam thay hai cầu thủ, Huỳnh Công Đến và Nguyễn Thanh Tùng được tung vào sân từ phút 68. Lê Văn Đô và Lý Công Hoàng Anh nhường chỗ. U23 Việt Nam thay thêm hai cầu thủ, Dùng Quan Nho và Đình Lâm vào sân từ phút 93. Văn Khang và Văn Trường nhường chỗ. Lee Jin-yong bị truất quyền thi đấu. Trọng tài rút thẻ vàng cho pha phạm lỗi của Lee Jin-yong với Văn Tùng ở phút 76. U23 Việt Nam sẽ chơi hơn người trong 10 phút còn lại. Hai Long vào sân. Huấn luyện viên Gong đưa Hai Long vào sân thế chỗ Mạnh Dũng từ phút 80. U23 Việt Nam gỡ 1-1. Cú sút búa bổ của Tiến Long giúp U23 Việt Nam gỡ 1-1 ở phút 83. Tuấn Tài lại sắm vai người hùng khi vực hiện quả căng ngang đưa bóng qua loạt cầu thủ U23 Hàn Quốc, giúp Tiến Long ghi bàn. U23 Việt Nam đang chơi hơn người và còn hơn 5 phút để thủ hòa U23 Hàn Quốc, thậm chí là chiến thắng. U23 Hàn Quốc thay thêm người, cho Vintech vào thay Park Yong-in ở phút 90+1. Lee Kang-in không được sử dụng. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.